Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Lệ Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Em chào chị. Chị chào Tuấn. Kính chào quý khán giả trên mọi miền đất nước. Đầu năm em cũng không có gì hơn là chúc quý khán giả, cô bác, anh chị em nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Hôm nay em có đem về một lô mai phôi, rất mong anh chị em vào xem ủng hộ shop ạ. Rồi. Mình đầu clip dẫn tiên. Vào cái mã số 1 luôn. Rồi, mã số 1 đây quý vị ơi. Rồi, chiều cao. Cao 1m04. 1m04. Rồi, cái quanh luôn. Quanh thân 21. Quanh như chị? Quanh 21. Rồi, xây xây luôn. Mọi người ngắm nghía kỹ xương cành em này ha. Rồi, để luôn. Xây xây để luôn. Rồi, giao luôn nhiêu chị? Trời, máy số 1 này giao luôn 400 à. Rồi, xuống cây luôn, 400.000. Tất cả các cây báo giá trên clip là bao phí vận chuyển mình cây bao ship nha, toàn quốc nha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, cao 122. Rồi, cái hoành luôn. Cái hoành 27. Rồi, 27 hoành. Đó, thân cành vậy cũng khá quá ha. Nó có cái củ nè. Cái củ 33. Nè. Rồi, củ đế 33. Rồi, sẽ xây củ đế luôn. Đây cũng bốn mặt ha, có đủ ha. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 2 này giao lưu 600 à. 600 à. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 3. Cao 77. Hoành thân 18. Rồi, 18 hoành. Rồi, thân cành luôn à, quý vị ơi. Rồi, để đây. Về bữa nay còn ra nụ rồi. Giao lưu nhiêu chị? Mã số 3 này giao lưu 220 à. Rồi, xuống cây luôn, 220. Tiếp tục mã số 4 luôn. Số 4. Cao 87. Cái hoành 17. Rồi, 17 hoành. Tại cành cũng khá quá là quý vị. À, khá quá ha. Rồi, để luôn nè. Này mai vườn nhà em ai có nhu cầu mua số lượng nhiều em đều có nha cô bác ơi. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 4 giao lưu 240 à. Rồi, xuống cây luôn. 5. Cao 75. Hoành 17. Rồi, 17 hoành. Rồi, thân cành luôn. Rồi, để luôn cái gì? Rồi, để cũng đặc lắm nhiêu, chị. Rồi, mã số 5 này 240 à. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 6 cao 1m. Rồi, cái hoành. Cái hoành 19. Rồi, 19 hoành. Rồi, ta cành đây rồi quý vị. 19 rưỡi tính 19 thôi. Rồi. Rồi, để luôn nào quý vị. Qua xa đây đây ha. Ừ. Rồi, giao luôn nhiêu chị? Mã số 6 này giao lưu 260 à. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 7 luôn. Rồi, lên luôn. Cô bác cứ có nhu cầu sỉ lẻ số lượng nhiều thì em cũng có. Cao 76. Hoành 17 luôn. Rồi, 17 hoành. Rồi, thân cành ha, khá quá ha. Đây, để luôn quý vị. Rồi, giao lưu như đây chị. Rồi, mã số 7 giao lưu 180 à. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 8 luôn. Mã số 8 cao 1m à. Rồi. Cái hoành 27 à. Rồi, 27 hoành. Có cái củ đế dưới ha. Rồi, cái củ thứ à. Đây, củ đế đây. Nè, 44 luôn nè. Rồi, củ 44 đúng luôn. Đó, đúng 44 luôn. À. Củ cũng đẹp lắm cô bác ơi. Tay cành cũng đều đấy ha. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 8 này giao lưu 530. Rồi, 530. Rồi, xuống cây. Mã số 9. Cao 72. Hoành 17 luôn. Rồi, 17 hoành. Để luôn à quý vị. Rồi, giao luôn nhiêu chị? Mã số 9 giao luôn 170 à. Rồi, xuống cây luôn, 170. Tục mã số 10. 10.
cao 64. Quành ở đây đi ha. Quành 24,5 tính 24 đi. Rồi, có cái cũ ở dưới. Rồi, cái cũ dưới đây 38 đúng luôn nè. Rồi, xe cái cũ đế luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã số 10 giao lưu 700 à. Rồi, xuống cây, 700 ngàn. Số 11. 11 cao 1 mét. 1 mét. Cái hoành 20. Rồi, tan cành đẹp quá quý vị ơi. Tan cành năm nay đều rang từ trên xuống luôn ha. Đó, tan cành đẹp nè. Còn cũ đế đây. Nên dưới đây nó cũng có cái cũ ra nè. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã 11 này giao lưu 308 à. Rồi, xuống cây, 308. Rồi, mã số 12. Mã 12, dáng bye bye. Siêu siêu. 98. Cái hoành 24. Rồi, 24 hoành. Rồi, củ đế đây quý vị. Có cái củ chất lượng lắm nè cô bác ơi. Rồi, giao lưu nhiêu đây chị? Rồi, mã 12 này giao lưu 450 à. Rồi, xuống cây luôn, 450. Mã 13. 13. Cao 57. Rồi. Hoành 24. Rồi. Cái cũ để dưới đây luôn. Cũ đế 34. Rồi. Cũ đế đây. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã 13 này giao lưu 307 à. Rồi, xuống cây luôn, 307. Mã 14. 14. Cao 92. Rồi. Cái hoành 17. Rồi, xe xe luôn. Đây cành khá quá đây à quý vị. Đế đây. Đế cũng đều bầu lắm á cô bác. Nè có lớp đế dưới đây nữa nè. Rồi, giao lưu như chị? Mã 14 này giao lưu 200. Rồi, xuống cây luôn 200. 15. Cao 76. Cái hoành 24. Rồi, 24 hoành, tay cành cũng khá quá nè quý vị. À, tay cành cũng khá. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 15 này giao lưu 400 à. Rồi, xuống cây luôn. Số 16 luôn. 16 luôn. Cao 89. Cái hoành 18,5 tính. Rồi. 18 đi. Tay cành đều quá ha. Nụ bự vậy là bông bự lắm á. Cái nụ bự 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 là bông bự. Rồi, để luôn. Để cũng tứ diện luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 16 giao lưu 200 à. Rồi, xuống cây luôn. Số 17 luôn. Rồi, chiều cao. Cao 1m22 à. Đây, cành khá quá đây. Cái hoành 26 đúng nè. Rồi, xây xây luôn, hoành 26. Cũ đẹp lắm á, cũ bự lắm. Ừ. 26 hoành, để lực ha. Tay cành khá quá. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 17 này giao lưu 720 à. Rồi, xuống cây luôn, 720. Rồi, mã 18 luôn. Cao 77. Rồi. Cái hoành 26 đúng. Rồi, 56 hoành. Hoành 56 nhân rồi quý vị. Đây cũng khá ha. Tay cành nè. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã 18 giao lưu 400 à. Rồi, xuống cây luôn. 19 ha. 19 cao 1 mét đi. Rồi, tầm 1 mét. Cái hoành 25. Rồi, thân cành đây quý vị. 25 hoành nhưng quý vị. Thân cành ha. Đều quá nè. Đế luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 19 thì giao lưu 408 à. Rồi, xuống cây. 8, mã số 20 luôn. Cao 82. Cái hoành 22. Rồi, 22 hoành. Rồi, cụm tay cành nào quý vị. Rồi, để ha. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Rồi, mã 20 này giao lưu 309 nè. Rồi, xuống cây luôn.
số. Anh ngồi chơi em ấy. Cao 1m. Số 23 phải không? Đúng rồi. 1. 2 mấy? 21. 21 hả? À. 20 21. Cái hoành 24. Rồi. 24 hoành. Rồi, xe tiếp quý vị ngắm nghía kỹ phần xương cành đi ha. 21 nhân quý vị. Dạ, mã số 21. Rồi, để luôn. Đó. Rồi, vô luôn như đây chị. Rồi, mã 21 này vô luôn 407 à. Rồi, xuống cây luôn, 407. 22. 22. Cao 1m04. Rồi. Cái hoành 27. 7 hoành luôn. Trời, cái củ này ha. Dữ à. Củ dữ lắm, khó đo quá. Khó đo quá, khó đo luôn. Thì đo luôn, lòn dưới cái rễ đi. Đo cho cô bác mình xem đi ha. À, cái phần nạc ha. Cái hoành 44 nè. À, 44, à. Chứ mình không có đo ngoài nha, lòn vô rễ đo luôn. Để lực quá ha. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã 22 này giao lưu 506 à. Rồi, xuống cây luôn, 506. Rồi, 23. Cao 40 à. Rồi. Giờ đo cái này đi ha. Đo ngoài. Ừ, đo này đi. Nè, 21. Rồi, 21 rồi, có cái củ đẹp ha. Đó, dáng đẹp luôn. Này, rồi, giao lưu bao nhiêu đây chị? Rồi, mã 23 này giao lưu 204. Rồi, xuống cây. 24 luôn. 24, cao 76. Hoành luôn. Cái hoành... Thôi tính 19 đi. Rồi, 19 hoành. 20 nó hơi yếu chứ. Rồi, 20 yếu. Đó, có hoa luôn. Hoa 6 cánh, bông đẹp luôn. Bông bự luôn nè cô bác ơi. Bông bự. Rồi, còn đế, khá đế quá ha. Đó, này mai nhà nè. Rồi, giao lưu như mã 24 này giao lưu 204 luôn. 204. Rồi, lên 25 luôn. Rồi, cao 85. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 18 rưỡi, tính 18 đi. Rồi, 18 hoành. Tay cành khéo quá. Còn đế nè quý vị. Đó, mặt bên kia cái cây. Đó, đủ đế ha. Điều. Giao lưu như chị. Rồi, 25 này giao lưu 220 à. Rồi, cây luôn. Rồi, cao 1m1 đi. 26. 26 cao 1m1. Cao 1m1. Hoành 19 rưỡi, tính 19 thôi. Rồi, cụm tay cành đây. À, tay cành cũng dày cũng khá rồi. Rồi, đế thì cũng khá đế ha. Rồi, giao lưu nhiêu đi chị? Mã 26 giao lưu 204 à. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, 27 luôn. Cao 90. Rồi, 90. Hoành 18 đúng. Rồi, 18 hoành. À, thân cành là có gì vậy là cũng ok quá rồi ha. À. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã 27 nó giao lưu 200 à. Rồi, xuống cây. À, đâu rồi. Làm hết hồng không? Sao 28? Vột tay, vột tay. Cao 68 à. Hoành 22 à. Quay xong rồi, hồi qua lửa. Đây, quay xong cái lửa. Quay xong đây. Rồi, đây. Để em chụp hình cái em vừa lửa. Rồi, mã 28 giao lưu 309 nè. Rồi, xuống cây. Số 29 nè. Cao 1 mét đi. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 17 đúng. Rồi. Rồi, để luôn nè quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, mã 29 giao lưu 220 à. Rồi, cây luôn 220. Số 30. 1m04 à. Rồi. Hoành 24 23 rưỡi tính 23 đi. Rồi, tay cành luôn à quý vị ơi. Này là mạnh mạnh lên luôn. Đồng luôn. Này đang cuốn tược nè, về vô chậu liền cô bác ơi. Ăn Tết nó có mấy ngày nhún nhún ở đây nè. Rồi, giao lưu như đây chị. Rồi, mã 30 đi giao lưu 420 à. Rồi, xuống cây luôn.
Rồi, 31. Mã 31 luôn. Một cây bé bé xinh xinh. Rồi, 54. Cao. Hoành 17 rưỡi tính 17 đi. Rồi. Đế cũng dễ thương lắm đó cô bác ơi. Rồi, giao lưu như đây chị. 31 này giao lưu 250 à. Rồi, xuống cây luôn. Trời, 32 cao 1m1 đi. 1m1 ha. Ừ. 20 hơn mà tính 20 đi. Rồi, 20 hoành. Rồi, tay cành đây. Đó, vậy là cũng khá quá rồi. Đế luôn đây quý vị, đế cũng khá đế luôn ha. Rồi, giao lưu như đây chị. Rồi, mã 32 này 280 à. Rồi. Tục lên mã 33 luôn. 33. Cao 78 à. Hoành 19. Rồi, 19. Cao 79, hoành 19 đi cho nó đẹp. Rồi, giá nhiêu? Có 79 gì không? Có giá luôn. 209 luôn. Rồi, 209 luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, cao 86 à. Rồi. Cái hoành 16. Rồi, mã số 34, 16 hoành. Rồi, thân cành nào quá vậy? À, đây cũng khá đê quá ha. Dạ. Rồi, giao lưu như mã 34 này giao lưu 190 à. 190 ha. Rồi, dạ. Lên 30. Giá yêu thương cho cô bác anh chị đầu năm mua trồng Tết à. 76. Trồng là năm sau mình chơi Tết được rồi ha. Đúng rồi. Hoành 20. Rồi. Còn nguyên cái cũ này nha. Cái cũ đây. 38 nè. Thấy không? Hoành đúng 38. Cái cũ 38 á. Còn đo ngay chỗ này hoành 20. Còn giao lưu bao nhiêu giờ? Rồi mã 35 này giá 350 luôn nè. 350 ha. Rồi, dạ. Xuống cây luôn. Đến 36 luôn. À, 16. Rồi, 72 luôn. Hoành 19 luôn. Rồi, đẹp luôn. Cành luôn. Thân cành bự bự không ha. Chảy cũng bự luôn. Đây. Rồi, giá luôn. Giá mã 36 này giá 320 luôn. Rồi, xuống cây. Mã số 37 luôn. Rồi, 84 cao. Cái hoành 16. Rồi, 16 hoành. Tay cành đẹp nè cô bác ơi. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu chị? Mã 17 này giao lưu 109 nè. Rồi, 37, 109. Rồi, mã số 38. Rồi, cao 1m1. 20. Rồi, cành này cũng khá cành quá quý vị nè. À, để đây. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã 38 này giao lưu 350 à. Rồi, xuống cây luôn. 79 cao. 19 hoành. Rồi. Rồi, giao lưu như chị. Rồi, mã 39 thì giao lưu 200 à. Rồi, xuống cây luôn. Mã 40 luôn. Clip luôn. 40. Hoành cao 82. Hoành thân 18. Rồi. Rồi, để luôn. Đó, kha để ha. Cột cho chị cây 41 luôn. Giao lưu nhiêu đây chị? Cột cây 41 vô. Rồi, mã 40 này giao lưu 240. Rồi. Rồi. Lên cây 41 luôn. Cuối rồi, cây luôn. Cuối clip luôn nha cô bác. 79 cao. 19 hoành. Rồi, đó, rồi, thân cành luôn. Mình để đây quý vị. Rồi, giao lưu 306 luôn, mã 41 là mã cuối clip luôn. Rồi, mình cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Đây những cái thời gian theo dõi đến kết thúc clip thì trong quá trình xem. Quý vị nghĩ mã số nào alo trực tiếp cho shop nha quý vị. Rồi, xin chào hẹn gặp lại quý vị. Lít sau.